Chào tất cả anh chị cô chú. Thì hôm nay buổi trưa Bảo lại lên thêm một chương trình máy bắn cốt laser 5 tia xanh bóng led siêu sáng lắm anh chị ơi. Đó thì chương trình công ty Akuya cũng có mức giá giảm, nếu mà đại lý nào á mà ôm số lượng nha được 50 cây mới có mức giá tốt như buổi trưa ngày hôm nay. Thì anh chị biết rồi, laser Akuya thì nó quá chất lượng luôn, từ chế độ bảo hành này, chăm sóc khách hàng rất là chu đáo, mà đặc biệt bảo hành ba miền luôn, Bắc Trung Nam luôn anh chị à, bảo hành lên đến là một năm nha. Mức giá trưa ngày hôm nay, nếu mà anh chị cô chú nào á mua một máy một pin một sạc thì mức giá là 690.000, nếu mà mua kèm hai quả pin lớn luôn mức giá là 760.000, tính 50 đi cho nó nhanh. Mẫu này á là bảo ôm số lượng nha mới có mức giá này, chứ không là cũng 900.000 anh chị à. Đó, chất lượng này anh chị thấy mà, máy á là Akuya Quy đó, dập nổi ở trên máy nha, khung đế thì rất là lớn, to hơn ngón cái luôn, rồi thiết kế bóng led sáng đà lắm. Rồi bảo review test tia cho anh chị em mình xem luôn. Ôi trời ơi, rớt con tia rồi anh chị à. Rồi 5 tia xanh bóng led siêu sáng nha, bảo hành 1 năm này. Rồi tia là anh chị thấy rất là sáng luôn, tâm ruồi chuẩn ngay giữa 5 tia xanh nha. Rồi anh chị thấy á, mình chỉ cần rung nhẹ một cái máy sẽ báo lỗi nha. Rồi tiếp tục, máy sẽ có chức năng nháy tia ngoài trời chứ không phải lật tia, nếu mà anh chị nào lật tia máy sẽ kêu rất lớn nha. Đó, có 690.000 được một con máy tia Akuya. Đó, rất là chất lượng. Tiếp tục, anh chị mình nó sẽ chỉnh được tia nè. Nếu mà làm bên trong nhà tiết kiệm pin là mình chỉnh tia nó nhỏ xíu thôi. Đó, tuyệt vời. Đó, có khóa tia luôn, màn hình cảm ứng nha anh chị nha. Đó, chống nước tốt cực kỳ. Rồi 5 tia xanh, anh chị nào thích bật một tia mình có thể bật tia. Ngoài ra mình tăng tia lên này, đó, cho nó sáng lên, nhìn cho nó rõ nha. Hát tiếng Nga. Rồi khóa tia luôn anh chị ơi, đóng cầu thang nè, làm tầng nhà nè. Đó, tia đẹp dữ không. Đó, Akuya thì bảo thấy làm về tia laser là có thể nói là mạnh nhất thị trường Việt Nam luôn. Đó, bán cực kỳ nhiều và rất là nhiều mã sản phẩm khác nhau. Rồi bảo cùng anh chị đi vào bên trong thùng xem máy có gì nhá. Đó, lúc mà anh chị mình mua thì sẽ có một hộp chính hãng Akuya. Khả năng bắn xa của máy lên đến là tối đa là 50 mét nha. Nhưng mà theo bảo á thì anh em mình bắn á là 15 mét là chuẩn rồi. Càng to nó sẽ lật nhiều nha. Đó, cứ 7 mét thì tia sẽ lật 1 mili. Và 7 mét tiếp theo thì tia nó sẽ to ra 1 mili. Tức là anh chị mình á bắn 14 mét là lật 2 mili và to 2 mili là được rồi. Đó, mình bắn xa tia nó sẽ to càng nhiều. Nhưng mà cây này á, nếu mà bắn điều kiện mà sáng nắng cực kỳ gắt luôn, 50 mét là bình thường nha. Đó, mà bảo sợ là tia nó to quá không đẹp, anh chị mình canh khó, 15 mét là chuẩn nhất luôn. Đó, rồi mình khui vào bên trong máy nè, là anh chị thấy một thùng rất là lớn nha. So với màu cũ, thùng này bảo thấy là cứng cáp hơn. Đó, có xốp chống va đập, phiếu bảo hành nè. Đó, đi kèm á, thì bên trong là bảo nói rồi, nếu mà anh chị cô chú nào á lấy một quả pin 690.000, nếu mà hai quả pin chính hãng Akuya luôn. Đó, 4.800 mình xài hai quả cả ngày rồi. Đó là 750.000. Kèm một kính này á thì bảo thấy là cũng không cần thiết đâu, đeo nhiều á thì nó cũng đau mắt thôi à. Thì anh chị nào mua có sạc luôn. Đó, có lớp mút chống va đập nha. Rồi 690.000 cho một mẫu máy Akuya rất là chất lượng luôn. Đó, dòng công ty chuyên bán laser hàng đầu Việt Nam. Rồi bảo hành tất cả là 12 tháng nha, pin sạc máy luôn, bóng led rất sáng, giá cực kỳ tốt nếu mà đại lý nào ôm được 50 con trong tháng này. Rồi anh chị cô chú nào thích một mẫu máy bắn cốt nè
tia laser chính hãng của một công ty bán laser hàng đầu như Akuya, bảo hành 3 miền Bắc Trung Nam, có thể chọn mua mẫu máy giá rẻ và chất lượng nó khá ổn như này, bóng led nha. Đó, để những anh chị cô chú nào á thích làm này với giá vừa phải, không cần một con máy quá cao cấp, thì anh chị hãy chọn con máy này để đặt mua. Độ chính xác thì nó cũng như những con cao cấp nha, nhưng mà chất lượng thì nó sẽ thua về nhiều cái thôi, như dàn cơ, hàng chất lượng nó làm đẹp hơn nè, thùng đẹp hơn đó. Rồi, Bảo xin kết thúc video buổi trưa review một sản phẩm laser bắn cốt Akuya buổi trưa ngày hôm nay tại đây với mức giá khá tốt.